năm thi thì đều đem lại những ý nghĩa nhất định. Và kính thưa quý vị, sau đây tôi xin trân trọng kính mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, đại diện cho trường Đại học Nguyễn Tất Thành lên có đôi lời phát biểu. Xin trân trọng kính mời ông.